Phật dạy, này thiện hiện, vì tự tánh của sắc chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên sắc chẳng thể an lập, tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể an lập, tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng này thiện hiện. Vì tự tánh của nhãn xứ chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng đường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên nhãn xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng đường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng vì tự tánh của nhi tí thể thân ý xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên nhi tí thể thân ý xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng này thiện hiện, vì tự tánh của sắc xứ chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên sắc xứ chẳng thể an lập, tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng, vì tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng thể an lập, tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng. Đằng, bất bình đẳng này thiện hiện vì tự tánh của nhãn giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên nhãn giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tự tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc. Cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh. Nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng này thiện hiện vì tự tánh của nhĩ giới chẳng thể nhĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên nhĩ giới chẳng thể an lập tánh nhĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tự tánh của thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường, không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì tự tánh của tĩ giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên tĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tự tánh của hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì tự tánh của thiệt giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng đường, không có số lượng, không gì sánh bằng không có tự tánh nên thiệt giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường, số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì tự tánh của vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường, không có số lượng không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường, số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì tự tánh của thân giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên thân giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tự tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh. Nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng này thiện hiện vì tự tánh của ý giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường, không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên ý giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tự tánh của pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường, không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng